Chào cả nhà nha. Hôm nay là nhóm của mình có nhận được số tiền của chị Hiền ở bên USA gửi về. Đây là lần thứ 3 rồi. Chị Hiền gửi về là lần này là chị Hiền nhờ mình á, nhờ nhóm mình á là cho quà cho bà con. Thì mình cũng không biết nói gì hơn tại vì mình chị Hiền thì đã dành rất là nhiều tình cảm cho nhóm của mình rồi. Dạ, và mình cũng thay mặt cho nhóm và bà con nơi đây á gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến chị Hiền thành công trong cuộc sống và lẫn công việc nữa. Còn bây giờ thì mình xin nói về cái phần quà là gồm có 6 phần quà. Một phần quà là trị giá 250.000 đồng và một cái bao thư 500.000. Bây giờ thì mình với chị Hạnh sẽ đi trao quà cho bà con nha. Đi chị ơi. Đi. Dạ. Đi. Tới nhà thứ 6 rồi. Dạ, con chào thứ 6. Chào thứ 6. Dạ, con chào chú. Ủa, sức khỏe của thứ 6 bữa nay bớt chưa hết? Cũng làm vậy. Dạ. Cái này thuốc bị mổ mới mổ mắt đó chứ. Dạ. Bị dạ. Mắt nó mà không có thấy rồi cái mới mổ. Ai mổ? Thím sáu mổ hả? Mổ. Dạ. Nhà cũng khỏe hết thím sáu em. Dạ. Dạ hôm nay nhóm miền Tây của em của con á có chị Hiền á gửi phần quà về á, phần quà là gồm 10 kg gạo nè, một thùng mì, hai chai dầu ăn, một bịch đường và một bịch bột ngọt. Dạ à. Con xin gửi cho nhà thứ 6. Dạ. 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 Con chỉ có bằng được phần một thôi, làm phần bằng đi được. Dạ. Mổ mặt rồi đâu có làm được. Dạ. 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 Con gửi lời thăm hỏi của chú 6 với thím 6 nha, tại vì tụi con còn đi trao thêm nhiều phần quà khác nữa. Dạ. Những phần quà kèm theo lời chúc sức khỏe. Dạ. Thím 6 có đôi lời cảm ơn đến chị Hiền. Cô cũng gửi lời thăm cháu Hiền đi. Dạ. Sao chứ nào không đi rồi. Dạ rồi vậy thôi, tụi con xin phép chú 6 thím 6 tụi con về. Dạ chúc chú 6 mạnh khỏe. Dạ con về luôn chú thím ơi. Dạ. Dạ con đi về. Dạ. Xin chào chú. Chào ba. Chào ba. Dạ chào thím. Đây là lần thứ hai ghé thăm nhà của bà ba chú Tư. Chú Tư. Dạ. Chị đến nãy giờ trong nhà còn mấy đứa còn lại. Dạ. Còn hôm nay mình ra trước ngồi mát nha. Ở trong dạ, cái này nó nóng quá rồi đi ra trước nè. Trước khi trong ngồi luôn ngồi bánh nha. Mai bớt chưa? Cũng còn biết. Chừng nào mình mới đi tháo cái này ra. Thôi, thôi bữa thứ hai nha con. Thứ hai tới hả? Thôi, bữa thứ hai thôi. Dạ. Hôm nay làm nhóm của tụi con lên nè. À. Là có quà của chị Hiền gửi về á, cho nên là gửi cho hộ gia đình của chú Tư chúng Tư làm 10 kg gạo, một thùng mì, một bịch đường, bịch bột ngọt với hai chai dầu ăn. Dạ với kèm thêm một cái bao thư gửi ra nhà của chú Tư chúng Tư. Dạ. Dạ. Dạ cái bao thư trong đây là bao thư 500.000. Dạ gửi đến chú chúng Tư để mà chú Tư đi ra tái khám lại. Dạ, tôi cũng chân thành cảm ơn cô Hiền. Dạ. Và mấy cô có tới đây giúp đỡ cho phần quà và số tiền này tôi cũng rất cảm ơn. Dạ. Chú Tư bữa nay càng trước ngồi mát mẻ không chú Tư? Bữa nay đỡ bớt đau không? Nằm đó. Uống thuốc vô thì nó khỏe đó. Ông mới, ông mới ông cho con uống thuốc rồi ông ra đó ông nằm. Đó. Ông uống thì nó còn nhức gì chứ. Dạ. Dạ. Uống rồi phải. Hôm qua mấy anh nhắc mấy cái con hoài đi đáng chứng đáng. Dạ. Vui vẻ mà nó tử tế quá. Dạ. Dạ như hôm nay con ghé con gửi quà với gửi tiền thôi tụi con xin phép đi nữa tại vì còn gửi thêm nhiều nhà nữa. Dạ. Dạ. Tôi cũng cảm ơn mấy cô. Dạ. 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 Tôi cũng rất cảm ơn. Ngồi ngồi mà suy nghĩ vậy. Cô cũng có lời bảo lại. Có lại lại thăm cô Hiền có cho phần quà và số tiền thì tôi rất cảm ơn. Dạ. Nhờ mấy cô chuyển lời lên rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ với thưa bà ba con về. Con về luôn chú thứ tư rồi. Dạ. Cả nhà ơi. Tới hộ gia đình của bà hai nè, mời cả nhà đi vô. Dạ. Dạ con. Dạ, bà hai
hai ăn cơm đó bà hai. Dạ bà hai quay qua đây bà hai ngồi nè. Dạ. Bà hai khỏe không? Con ở đâu làm? Dạ tụi con làm, tụi con là như bên nhóm miền Tây của em á, ghé lần này là lần thứ hai nè, bà hai nhớ tụi con không? Trời ơi, tao mắt không muốn thấy đường đâu, nói tiếng một tiếng cho biết con cháu bữa nào cũng thông cảm với bà nghe con. Bình thường bà hai có đi ra đi vô không? Nó bò bò tới đâu đụng mà trở lại. Dạ là bà hai chỉ bò bò vậy thôi chứ chứ không có không thấy đường nói. Dạ. Mấy chục năm nay. Dạ. Bà hai ngồi xuống đi. Rồi ngồi xuống rồi cái đó. Dạ đi mà thật nè. Dạ. Nó đi vậy đó mà đợi đụng tới nha. Thôi đi mò mò nó quen rồi. Dạ. Đụng tới chỗ đó biết rồi. Dạ. Rồi thì tạ. Xấu luôn trở lại. Bà hai ăn cơm cái gì mà? Con dọn con thứ năm nó còn cá nó cho. Dạ. Với bình thường là ai nấu cơm cho bà hai? À, bình thường thầy cái thằng đó đó. Dạ. Với rồi nó đi mặn người ta thầy đưa cho mấy đứa này nấu vô dùm. Dạ. À. Dạ. Hôm còn nay... không có đứa nào hết trơn rồi thôi đi mua một hộp cơm ăn. Dạ. Chị nói ví dụ vậy đó. Dạ chứ bà hai đâu có nấu cơm được không? Đâu được trời ơi. Mày nói chuyện với tao, tao có nghe vậy, tao biết mà. Dạ, thì vậy là tại tụi con là bên nhóm miền Tây của em á. Dạ. Có, dạ, có chị Hiền ở Mỹ á, chỉ gửi quà về cho bà con á. Dạ. Dạ, hôm nay con đem cái đi. Dạ, con đem cái phần quà cho bà hai là gồm là 10 kg gạo nè. Dạ, với một thùng mì, một chai dầu ăn bự, với lại một bịch bột ngọt với bịch đường gửi cho bà hai. Dạ bà hai khỏe là được rồi, tụi con không? Dạ bà hai năm nay 8 mấy mai? Ừ, 80 rồi, con dạ. Con rồng đó. Dạ. Con rồng này rồng xuống nước, nó uống nước chứ không phải nó lên. Dạ. Vậy tụi con hỏi thăm sức khỏe bà hai với lại gửi quà cho bà hai rồi tụi con xin phép đi về. Dạ. Mấy đứa cháu ha. Dạ. Còn chúc cho mấy cháu được sức khỏe dồi dào, ăn thật tài. Dạ. Bà hai giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Là hộ gia đình của bố Út này nha cả nhà, mình đi vô thăm bố. Dạ bố không có thấy. Ờ, cảm ơn con ơi. Dạ. Tao mới đi chùa. Đi chùa về. Thì dạ. Ba mau xe đó. Dạ. Để kêu cho mình đi. Dạ. Ủa bố mới đi về tới luôn. À hả? Mới về tới nha. Hên quá, phải qua sớm xíu có bố nhà. Bố mới tới, bố nhớ con không? Dạ. 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 Bữa hổm nè. Dạ bữa hổm là chị Viền. Dạ không phải, bữa hổm là con bé Viền. Bữa nay dạ bữa nay con tên Hạnh. Dạ. 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 Hôm nay chị Viền không có đi được. Chị Viền bận công chuyện rồi. À, dạ. Dạ nên con với chị Hạnh đi. Dạ, con với bé Ngọc đi tại vì có chị Hiền gửi quà về á. Gửi đây là cho bố là 10 kg gạo nè. Một thùng mì nè, một bình dầu ăn nè, với lại một bịch đường, một bịch bột ngọt. À. Dạ gửi cho bố. Cảm ơn mấy con luôn nha. Dạ, bố khỏe không bố? Ừ, khỏe rồi. Đà bào người ta cho đi đó, rồi cái ta kêu cho mình đi. Dạ. Rồi là mình đi chùa bữa nay lễ nhà Đức Cũng Sư vậy nè. Dạ, là mình đi chùa nào ở đâu đó? Chùa đi Đình Thái Sơn á. À, Đình Thái Sơn là của ông Đình Tây gì đó hả bố? À, bộ Đình Tây đó. À, dạ, con biết rồi. Rồi cái sẵn người ta kêu thôi mình đi. Dạ. Rồi vậy thôi con xin gửi quà. Uống nước một chút rồi đi. Dạ thôi được rồi, tụi con có nước rồi. Tụi con đi dọc đường tụi con có uống rồi. Đi lô nước gì mà lâu vậy. Dạ thôi được rồi bố ơi. Dạ thôi. Dạ. Cả nhà ơi, bây giờ mình tới nhà của bà hai rồi. Nhà của bà hai ngay bến đò Thần Tây, nhưng mà bến đò này nó bị lỡ nên là người ta không có đi đò nữa. Dạ thưa bà hai mới tới. Dạ chào bà hai. Bà hai nhớ con không? Dạ. Dạ nhớ con có ghé hết lần rồi đó. Dạ. Bà hai. Dạ. Đây. Bà hai khỏe, con để vô trong. Dạ. Bà hai luôn nha. Dạ. Để nâng được. Để nâng nó bà hai. Nổ. Dạ. Để cho tình vậy. Bà hai ơi, đây là quà của chị Hiền á. Dạ. Gửi về nhờ nhóm tụi con đến gửi lại cho bà hai á. Dạ. Dạ đây là 10 kg gạo nè. Dạ. Một thùng mì. Dạ. Một chai dầu ăn. Dạ. Một bịch đường với bịch bột ngọt gửi cho bà hai. Dạ. Để ông đi chín đổ con. Bà hai cái này bà hai khỏe không? Dạ khỏe. Cũng bà hai còn bán bánh này kia. Dạ,
bán bậy bạ, mua bạn mua cá ăn không có gì. Và hai có bán nước đá nữa hả? Có bán có con tư nước đá. Hết rồi, hai có hết nước đá. Bà hai ăn cơm chưa? Chưa nấu. Chưa nấu hả? Chưa cơm chiều. Dạ, nhưng mà tụi con ghé gửi quà cho bà hai. Chúc bà hai có nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn hai cô. Dạ, bà hai ở thịt mình hả? Ở mình, cái này rồi vậy đâu có. Dạ. Bà hai có đi được không? Không được, cái ngộ lết không mà. Chị nói bà hai không đi được hả? Dạ dạ. Ngộ lết rồi vô giặt đồ, nấu cơm rồi lết cát vô. Bà hai giặt đồ ở đâu bà hai? Ở trong hè. Rồi ví dụ nước. Nước cũng người ta cho cái máy bơm. Bà nói thì nhờ tao bơm giùm. Tôi bơm. Cái tôi đó. Tôi người ta cho bơm. Thôi cô tụi con về bà hai gắng giữ gìn sức khỏe cho bà hai. À, cảm ơn hai cô. Dạ, xin mấy bà hai tụi con về. Dạ. Được, được, được rồi. Cảm ơn dạ. Vô được rồi. Dạ, xin về bà hai. Ừ, cảm ơn hai cô. Dạ, cảm ơn nhờ em bơm chị đi. Ừ, giờ mình đi bao nhiêu đúng không? Đây cũng là cái hộ gia đình cuối rồi đúng không chị? Đúng rồi, dạ. Gia đình hộ cuối rồi. Dạ, đến đây cũng đã kết thúc video rồi. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi video của mình nha. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.